zombie apocalypse. Xin chào tất cả các bạn. Video này mình sẽ thông tin đến các bạn nội dung cũng như lịch phát sóng mới nhất của bộ phim Tây Du Ký Tái Thế Yêu Vương. Bộ phim đang được rất nhiều người đặc biệt chú ý. Tây Du Ký Tái Thế Yêu Vương là tác phẩm hoạt hình 3D lấy chủ đề Tôn Ngộ Không dựa theo cốt truyện Tây Du Ký của tác giả Ngô Thừa Ân. Tác phẩm do đạo diễn Vương Vân Phi chịu trách nhiệm chỉ đạo với sự tham gia lồng tiếng của các diễn viên Biên Giang, Tô Thượng Khanh, Lâm Cường. Theo thông tin mới nhất thì bộ phim đã được phát sóng vào ngày 2 tháng 4 năm 2021 tại Trung Quốc. Còn khi nào phát sóng ở Việt Nam thì mình đoán khoảng hè năm nay phim sẽ được phát sóng. Nội dung phim: của hỗn độn sơ khai của đất trời, yêu vương đầu tiên của thiên giới giáng thế, lấy hiệu là Nguyên Đế, bị tôn thành yêu tổ. Hàng trăm triệu năm sau, yêu vương ngày xưa là Tôn Ngộ Không được Đường Tăng cứu khỏi ngũ hành sơn. Sau đó, Tôn Ngộ Không đồng ý bảo vệ Đường Tăng trên đường đi thỉnh kinh xa xôi vạn dặm. Lúc đó, yêu tổ Nguyên Đế trong truyền thuyết bỗng nhiên xuất hiện, tam giới có nguy cơ trùng trùng. Bấy giờ, Tôn Ngộ Không đang đứng giữa ranh giới Phật và ma, vì thế quỷ muốn giết, thần cũng chẳng giúp. Hai đời yêu vương đã định sẵn có một trận quyết chiến cuối cùng, nên Ngộ Không đành một thân một mình quyết chiến với quỷ vương để bảo vệ Đường Tăng an toàn trên đường đi thỉnh kinh cũng như cứu tam giới khỏi nạn diệt vong. Giờ hãy cùng điểm qua những nhân vật sẽ xuất hiện trong Tây Du Ký Tái Thế Yêu Vương và tạo hình của từng nhân vật sau đây. Tôn Ngộ Không trong phần phim mới được thiết kế với hình ảnh và tính cách khá khác biệt so với các nhân vật truyền thống, nhưng vẫn giữ được nét tinh hoa văn hóa của Trung Quốc thời xa xưa. Theo một số nguồn thông tin, để có thể một mình tiêu diệt được Nguyên Đế thì Tôn Ngộ Không có thể sẽ phá vỡ quy tắc và quay lại bản chất ác ma, bản chất nguyên thủy vốn có của mình. Vì thế, cuộc chiến giữa Tôn Ngộ Không và Nguyên Đế được gọi là cuộc chiến giữa hai quỷ vương. Đường Tam Tạng hay còn gọi là Đường Tăng, ông là hậu duệ của Kim Thiền Tử, do phạm tội nên bị Phật tổ đẩy xuống trần gian tu 10 kiếp và sau khi trải qua 81 kiếp nạn mới được quay về. Tạo hình của nhân vật chưa bắt giới trong Tây Du Ký Tái Thế Yêu Vương không có nhiều điểm khác biệt, vẫn là khuôn mặt vừa đáng sợ vừa hài hước, đặc biệt là rất ham ăn với gương mặt hớn hở khi lấy được một đống nhân sâm trong tay. Tạo hình mới của Sa Ngộ Tĩnh trong tác phẩm mới được mô phỏng theo hình dạng người cá, có phần khá ngây ngô và không quá đáng sợ như trong tiểu thuyết gốc của tác giả Ngô Thừa Ân. Tạo hình này cũng khác biệt hoàn toàn so với các tác phẩm khác cùng chủ đề. Quả Tử là nhân vật mới mà ekip thực hiện đã thiết kế dựa trên quả nhân sâm hình người ở Ngũ Trang Quán. Theo một số trích đoạn thì mặc dù Quả Tử có vẻ ngoài rất đáng yêu nhưng lúc nào cũng bị Ngộ Không hắt hủi và cho là phiền phức. Tiến Nguyên Tử hay Trấn Nguyên Đại Tiên còn được gọi là Tổ Địa Tiên Trấn Nguyên Tử, ngũ tại Ngũ Tràng và cũng là chủ nhân của cây nhân sâm quý. Tạo hình của ông trong tác phẩm mang vẻ ngoài nghiêm nghị và trịnh thượng với cây chổi lông màu trắng quen thuộc. Hai đồ đệ tử của Trấn Nguyên Tử là Thanh Phong Đồng Tử và Minh Nguyệt Đồng Tử, hai nhân vật đã gây khó dễ cho thầy trò Đường Tăng khi họ tới dừng chân tại Ngũ Tràng Quán. Vì họ đã chọc tức thái quá nên trong lúc tức giận, Ngộ Không đã đánh đổ cây nhân sâm quý giá ngàn năm của Trấn Nguyên Tử. Quan Thế Âm Bồ Tát, người thường xuyên giúp đỡ thầy trò Đường Tăng những lúc gặp họ nạn khó lòng giải quyết. Nhưng lần này, Quan Âm đã không can thiệp vào trận chiến định mệnh của Ngộ Không. Quảng Mục Thiên Vương là một trong những tứ đại thiên vương gồm Ăn Thiên Vương, Tăng Trưởng Thiên Vương, Trì Quốc Thiên Vương và cuối cùng là ông. Quảng Mục Thiên Vương có trách nhiệm là trông coi và bảo hộ cho dân. Thổ Địa là người trông coi một vùng đất nhất định, mỗi vùng đất đều có thổ địa riêng. Đây cũng là nhân vật khá quen thuộc với khán giả khi xem phim Tây Du Ký, cũng là người thường xuyên bị Tôn Ngộ Không gọi lên để dọa nạt hỏi đường. Trong tác phẩm, Thổ Địa được thiết kế với vẻ ngoài rất dễ thương và có phần thấu hài. Thần Núi Ngũ Phúc Long là nhân vật mới sẽ xuất hiện trong bộ phim, nhưng hiện tại chưa có nhiều thông tin về nhân vật này. Ông có vẻ ngoài rất hung dữ, cặp lông mày rậm, phần râu vuốt ngược và đôi mắt hung tợn. Nguyên Đế được xem là tổ tiên của các loài quỷ, được mệnh danh là Ma Vương đứng đầu các vua quỷ. Đây cũng là đối thủ thực sự nặng ký đối với Tôn Ngộ Không và cũng là nhân vật phản diện chính trong bộ phim. Cửu Vĩ Hồ Ly là yêu quái chuyên ăn thịt trẻ em, y đã mê hoặc vua để lên ngôi hoàng hậu, sau đó đường đường chính chính giả bệnh đòi vua mang tới tim của những đứa trẻ để chữa bệnh. Kim Quan Trăm Mắt đa một quái là sư huynh của bảy yêu nhện nhện, như tên gọi của mình, hắn vốn là dễ sau khi tu luyện đã biến thành hình dạng khác, có 100 con mắt và nếu nhìn vào mắt hắn thì người đó sẽ bị đau mỏi cả người âm ỉ không dứt. Kim Giác Ngân Giác vốn dĩ là hai đồng tử trông coi lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, trong tay chúng có những bảo bối vô cùng lợi hại như Thất Tinh Kiếm, Khổn Tiên Thằng, vân vân. Hoàng Sư là sư tử thành tinh, là cháu nuôi của Linh Cửu Nguyên Thánh. Trong tác phẩm của Tây Du Ký bản 1986, Hoàng Sư là yêu quái đã lấy trộm vũ khí của ba đồ đệ Đường Tăng. Hắn có khuôn mặt của sư tử,
với những chiếc răng nanh hung tợn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy hay, hãy ấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.